Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Điểm Tin Bóng Đá. Kính chúc quý vị và các bạn có những phút giây vui vẻ và ý nghĩa. Và ngay sau đây xin gửi đến quý vị và các bạn những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Chào các bạn, trong phần Điểm Tin Trưa ngày hôm nay 25 tháng 9 mời các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Báo Trung Quốc hết lời khen Việt Nam, buông lời cay đắng dành cho Thái Lan. Ngôi sao lớn vô hại, liệu Trung Quốc có dùng toàn hàng ngoại đối Việt Nam? Thông tin mới nhất về thương vụ Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu. Huấn luyện viên Litier như ngồi trên đống lửa trước ngày đấu tuyển Việt Nam. Mời các bạn cùng đón nghe. Ông Litier như ngồi trên đống lửa trước ngày đấu Việt Nam. Kính thưa quý vị các bạn, nếu như tuyển Trung Quốc tới đây để thua trước tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup, ông Litier rất có thể sẽ phải đón nhận một kết quả không có hậu. Tờ Sina của Trung Quốc mới đây đã có bài viết bằng việc họ dành lời cảnh báo hướng về ông Litier nếu ông và các học trò thất bại trước tuyển Việt Nam. Chắc chắn vào lúc này ông Litier đang ngồi trên đống lửa, ông đã không còn đường lui, nhiệm vụ bắt buộc của huấn luyện viên này là đánh bại Việt Nam và giành 3 điểm để tiếp tục hy vọng về tấm vé World Cup. Nếu để thua trước tuyển Việt Nam, không chỉ năng lực của cầu thủ mà khả năng huấn luyện viên Litier cũng sẽ bị đặt một dấu hỏi lớn. Tờ Sina đã sẵn sàng cho sự ra đi của ông Litier, thậm chí là họ bắt đầu suy nghĩ về những cái tên có thể thay thế vị chiến lược gia này ở cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Trung Quốc. Tờ này viết tiếp, ông Litier vừa ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, một bản hợp đồng kéo dài 5 năm, nhưng nó không có nghĩa là ông ta sẽ chắc chắn được huấn luyện viên trọn vẹn cả 5 năm. Nếu thật sự để thua đội tuyển Việt Nam, ông Litier chắc chắn sẽ không còn mặt mũi nào và ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ chức. Nhưng vấn đề là ai sẽ là người đủ năng lực lên thay thế, đó sẽ là một lựa chọn vô cùng khó khăn của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc. Tờ báo Trung Quốc đã gợi ý cho đội tuyển quốc gia một cái tên, đó chính là Fabio Cannavaro, nhà vô địch World Cup 2006, đồng thời là cựu huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Quảng Châu. Theo tờ báo này thì huấn luyện viên Cannavaro là một người cực kỳ phù hợp để ngồi vào chiếc ghế nóng của tuyển Trung Quốc bởi sự ăn ý của ông với các học trò cũ ở câu lạc bộ Quảng Châu. Trong thời gian Super League tạm dừng, huấn luyện viên Cannavaro đã chia tay câu lạc bộ Quảng Châu trong êm đẹp. Điều này là dễ hiểu bởi cuộc khủng hoảng kinh tế ở câu lạc bộ Quảng Châu vào lúc này là rất lộn xộn. Nếu Cannavaro nhất quyết ở lại, rất có thể ông sẽ có cái kết giống như với huấn luyện viên Onaru của câu lạc bộ Giang Tô trước đây. Cannavaro hiểu được tình hình nên ông đã mạnh dạn từ bỏ hợp đồng kéo dài 16 tháng với tổng giá trị gần 120 triệu nhân dân tệ. Theo thông tin mới nhất thì ông cũng đã nhận được khoản bồi thường trị giá 40 triệu nhân dân tệ với những gì mà ông đã đóng góp cho câu lạc bộ Quảng Châu. Với một huấn luyện viên đã để lại nhiều ấn tượng tốt cho các fan của Quảng Châu như Cannavaro, ông sẽ là một sự lựa chọn hợp lý ở vị trí ghế nóng của tuyển quốc gia. Nếu tiếp tục vị trí huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, Cannavaro cũng sẽ dễ dàng làm quen với môi trường ở đây. Bởi thì dù sao trong đội hình đội tuyển quốc gia Trung Quốc hiện tại có đến 8 cầu thủ đang chơi bóng cho đội Quảng Châu. Chắc chắn vị huấn luyện viên người Italia này sẽ thích hợp để huấn luyện những cầu thủ trên hơn là ông Litier. Sau tất cả thì ông đã trực tiếp huấn luyện những cái tên này và hiểu được khả năng của họ. Chắc chắn họ cũng sẽ cảm thấy thoải mái với Cannavaro hơn là ông Litier. Cái khó duy nhất là mức lương. Huấn luyện viên Litier đang được trả 10 triệu nhân dân tệ một năm, nhưng Cannavaro có thể kiếm tận 120 triệu nhân dân tệ trong 16 tháng ở Quảng Châu. Chúng ta sợ rằng vị huấn luyện viên này sẽ không chấp nhận mức lương thấp. Tờ Sina kết luận. Báo Trung Quốc hết lời khen tuyển Việt Nam chê Thái Lan ở đấu trường World Cup. Các bạn thân mến, như đã biết là tuyển Futsal Việt Nam và Thái Lan đều thua ở trận vòng 1/8 World Cup Futsal 2021. Tuy nhiên, tờ Sina của Trung Quốc lại tỏ thái độ khác nhau với mỗi đội. Đánh giá về trận thua 2-3 của tuyển Việt Nam trước tuyển Nga ở vòng 1/8 Futsal World Cup 2021, tờ Sina của Trung Quốc viết: Việt Nam có thất bại vinh quang, họ thua 2-3 trước Nga tại vòng 1/8 Futsal World Cup 2021, thành tích tốt nhất trong lịch sử của đội bóng này. Tuyển Nga bước vào trận đấu với Việt Nam với thành tích toàn thắng tại vòng bảng, ghi đến tận 17 bàn, trong khi đó Việt Nam thua 1-9 trước Brazil ở vòng đấu bảng. Đã vậy thì họ lại còn mất Đức Tùng vì chấn thương, có thể thấy sự chênh lệch quá lớn giữa hai đội. Thế trận diễn ra đúng như các cầu thủ Nga mong đợi khi đội bóng này dẫn trước Việt Nam đến 2-0. Tuy nhiên thì Việt Nam đã không bỏ cuộc, họ rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 bởi bàn thắng của Đắc Huy. Trong thế trận bị Nga ép sân, thủ môn Hồ Văn Ý đã chơi rất tốt, anh ấy đã giúp cho Việt Nam không bị thủng lưới quá nhiều. Hiệp 2 chứng kiến Nga ghi thêm bàn thắng nữa, nhưng Việt Nam đã quyết không chịu thua và lại thêm một lần rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.
Vào cuối trận thì Việt Nam đã tạo sức ép lớn lên khung thành của đối thủ. Tuy nhiên, hàng phòng ngự đã chơi tập trung của Nga khiến cho Việt Nam không thể nào có bàn thắng thứ ba. Trong khi Việt Nam thua Nga đáng tiếc 2-3 thì Thái Lan lại thất bại với 7 bàn không gỡ trước Kazakhstan. Tờ Sina của Trung Quốc nhận xét về trận thua của đội bóng xứ sở chùa vàng như sau. Thái Lan nhận về thất bại thảm hại ở vòng 1/8 World Cup. Ngay ở những phút đầu tiên, Thái Lan đã để cho Kazakhstan lấn lướt. Chỉ trong 4 phút, người Thái nhận về 2 bàn thua. Kazakhstan áp đảo phần lớn trong thời gian thi đấu và giành chiến thắng 7-0. Thái Lan là đội mạnh của châu Á, tuy nhiên kết quả mà họ đạt được tại Busan World Cup lần này chỉ ở mức trung bình. Tính cho đến thời điểm hiện tại, họ lọt vào vòng 1/8 vẫn là thành tích tốt nhất của họ. Thông tin mới nhất về thương vụ Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu. Các bạn thân mến, câu lạc bộ Viettel đã từ chối lời mời chiêu mộ tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức của đội bóng đến từ Hàn Quốc. Trong khi đó thì câu lạc bộ Thái Lan Pathum United mới chính thức gửi lời đề nghị. Cụ thể là theo nguồn tin từ Dinh thì câu lạc bộ Daejeon Hana Citizen đến từ Hàn Quốc đã thất bại trong việc chiêu mộ Hoàng Đức. Đội bóng hiện chơi tại K-League 2 này đã không đạt được thỏa thuận với Viettel. Trong khi đó, một đội bóng khác cũng quan tâm đến Hoàng Đức là Pathum United ở Thái Lan đã chính thức gửi email đề nghị mượn tiền vệ này. Thượng tá Đỗ Mạnh Dũng, giám đốc trung tâm thể thao Viettel xác nhận với tờ Tuổi Trẻ rằng nhà đương kim vô địch giải vô địch quốc gia Thái Lan muốn mượn Hoàng Đức trong vòng 1 năm. Tuy nhiên, Viettel sẽ không vội gật đầu, họ sẽ gửi báo cáo lên lãnh đạo tập đoàn Viettel để xin chủ trương, sau đó tiến hành thảo luận việc cho mượn Hoàng Đức. Trước đây có thông tin là Pathum United đã gửi lời đề nghị mượn Hoàng Đức với thời hạn là 6 tháng. Tuy nhiên thì với lời mời chính thức của đội bóng Thái Lan lên đến 1 năm, có thể thấy là quyết tâm của họ nhằm có được sự phục vụ của Hoàng Đức. Pathum thậm chí còn sẵn sàng quảng bá cho tập đoàn Viettel ở Thái Lan bằng cách là lắp các banner của đơn vị này ở bên ngoài sân vận động Pathum Thani nếu Hoàng Đức cập bến đội bóng này. Hiện tại, Hoàng Đức đang tập trung cùng tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 diễn ra vào tháng 10 tới. Ngôi sao lớn vô hại liệu Trung Quốc có dùng toàn hàng ngoại đấu Việt Nam? Các bạn thân mến, phong độ thảm họa của tiền đạo chủ lực Vũ Lỗi của tuyển Trung Quốc cùng điểm yếu lớn ở hàng tiền vệ khiến cho ông Li Tie đang phải cực kỳ đau đầu trước trận đối đầu với thầy trò huấn luyện viên Park Seo. Tuyển Trung Quốc đã trải qua 2 trận đầu tiên tại vòng loại World Cup khu vực châu Á khá thảm họa khi không thể tung ra bất cứ một pha kết thúc chính xác nào về khung thành của đối phương. Theo tờ Sina, nếu tiếp tục giữ phong độ như thế này, thầy trò ông Li Tie sẽ khó lòng vượt qua được đội tuyển Việt Nam ở trận đấu tới đây. Và nếu không thể kiếm đủ 3 điểm trước Việt Nam thì khả năng lọt đến vòng chung kết World Cup 2022 của họ là sẽ chấm dứt. Theo tờ Sina của Trung Quốc thì suốt hơn 180 phút ở 2 trận đối đầu cùng Úc và Nhật Bản, chỉ có duy nhất một khoảng thời gian người hâm mộ Trung Quốc có thể tạm yên tâm với đội nhà, đó chính là 30 phút cuối trận gặp Nhật Bản. Với việc ông Li Tie tung cùng lúc 2 cầu thủ nhập tịch là Alan Cavanho và Aloisio Dos Santos vào sân. Với sự có mặt của 2 ngoại binh này, tuyển Trung Quốc đã chơi khá vững vàng và giữ nguyên tỷ số trước Nhật Bản. Theo nhận định của tờ báo Trung Quốc Sina này, thì chính việc ông Li Tie hạn chế sử dụng các cầu thủ nhập tịch hòng đỡ mang tiếng cho đội tuyển Trung Quốc khiến cho đội hình của nhà cầm quân này yếu đi trông thấy. Bên cạnh đó thì niềm hy vọng mang tên Vũ Lỗi đã không đáp ứng được sự kỳ vọng khi phải đụng độ với những đối thủ sừng sỏ. Mới đây tại vòng 6 La Liga khi được Espanyol tung vào sân ở cuối trận thì tiền đạo Trung Quốc Guley đã bỏ lỡ cơ hội cực kỳ ngon ăn khiến cho các đồng đội phải lắc đầu ngao ngán. Hiện tại thì hàng tiền vệ đang là điểm yếu lớn nhất của tuyển Trung Quốc khi chơi phòng ngự không mấy chắc chắn. Còn về mặt tấn công thì không thể tạo ra những đường truyền kiến tạo cho hàng tiền đạo. Theo tờ Sina, muốn vượt qua tuyển Việt Nam thì ông Li Tie phải sử dụng bộ đôi là Gusi và Oloisio đá cặp ở tiền vệ trung tâm trong đội hình 4-2-3-1. Khả năng tổ chức thu hồi bóng của Gusi cùng thể lực cực tốt và lối chơi dũng mãnh của Aloisio sẽ là khắc tinh với hàng tiền vệ đang thiếu đi hùng dũng của tuyển Việt Nam. Sự xuất hiện của Aloisio với nhiệm vụ càn quét ở khu vực giữa sân cũng sẽ giúp giải phóng cho Gusi để tiền vệ đội trưởng này dành chân tung ra những đường truyền phát động tấn công lên tuyến trên. Chuyển đội hình từ 4-4-2 sang 4-2-3-1, chơi cao nhất trên hàng tiền vệ là Hao Jumin, cầu thủ được ông Li Tie tung vào sân ở 30 phút cuối trận gặp Nhật Bản. Năm nay đã 34 tuổi và không còn sung sức, song khả năng đánh chặn và càn quét của tiền vệ này từng thi đấu cho câu lạc bộ Schalke 04 cực kỳ là đáng nể. Đây là chốt chặn đầu tiên của tuyển Trung Quốc với các pha phản công của tuyển Việt Nam. Cùng với Aloisio thì hàng công của tuyển Trung Quốc theo tờ Sina cho biết nên được giao hoàn toàn cho các cầu thủ nhập tịch. Fernando và Alan chơi ở hai biên cùng với Akersen đá trung phong. Điều này đồng nghĩa với việc là đẩy Guley lên băng ghế dự bị. Bộ ba người Brazil này sẽ dựa vào kinh nghiệm chơi quay lưng lại với khung thành đối phương của Akersen cùng khả năng cản lướt
và không chiến của Fernando cùng với Alan để tạo nên sức ép mạnh mẽ với hàng thủ của tuyển Việt Nam. Và hy vọng là sẽ có lần đầu tiên tung được một pha kết thúc trúng khung thành của đối phương ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, làm tiền đề cho chiến thắng đầu tay, báo Trung Quốc nhận định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin bóng đá hàng ngày của chúng tôi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn nút chuông thông báo để là người nhận được tin mới nhất khi chúng tôi phát hành. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.